Không để em chờ lâu nữa, đây, món quà rất đặc biệt và dành riêng cho em thôi. Con gái xa nhà thì ai cũng cảm thấy rất chi là lo lắng. Lớn lên thì cũng chưa xa cha mẹ bao giờ, rất là thương con gái. Thường thường ngày ngày là thêm vào để cho cha mẹ là mua xe để sử dụng. Với gia đình dùng ai nào thì để rảnh rồi thì ái gọi thì là gia đình cũng phục vụ người ta. Ngọc Anh rất thương em. Thương em lắm. Là em thứ hai đó thì bị dị tật thì nói thì em chưa hiểu. Nhưng bay cho em thứ ba thì ở nhà đó thì chứ em thì tự nhiên nước nhỏ chứ mà cùng những con khủng lắm chị. Đi ra đến bệnh viện trung ương rồi họ nói là bệnh bẩm sinh không có thể chữa được. Thì Ngọc Anh nói là cứ làm, đi làm để kiếm tiền sau này để lo lắng cho em, bởi vì em là sợ như kiểu cái gì tật đó cũng lại được chồng thì sau này là có chị lo lắng cho em, cha mẹ muốn thì lo nhưng cái chuyện chỉ về để em. Thường trong những bữa cơm của gia đình thì mỗi một lần như thế thì tiểu vặn con gây đau thì gia đình cũng cảm thấy rất là thương con. Rồi con gái là sang bên đất nước Nhật thì cũng biết là ăn uống và cái sức khỏe như thế nào. Cha cũng có một vài lời gọi là nhắn gửi đến con gái là con luôn luôn mạnh mẽ và tự tin trong cuộc sống và cố gắng là lao động tốt và học hành còn đến nơi đến chỗ. Và cha cũng mong muốn rằng là con gái gọi là sớm có bạn trai để đưa về gọi là trình diện với gia đình để cha mẹ và ông và các em được vui. Cha mẹ và ông và em ở nhà cũng rất nhớ và thương con rất nhiều.
đi được 2 năm rồi thì dưới còn cố gắng đấy. Đi làm giữ gìn sức khỏe để sáng năm hôm về đi cha đi mẹ với em. Bố mẹ với ông nội nhà nhớ con lắm. Em đứa bố hai đứa em nhớ chị lắm, con cố gắng ấy. Có nhớ chị Ánh không? Có nhớ chị Ánh không? Có. Sao? Có muốn chị Ánh về không? À. Có. Sáng năm chị Ánh về thôi. Biết á. Cảm động đúng không? Nhưng mà anh nghĩ là em cũng rất là vui tại vì món quà này được thấy là mọi người ở Việt Nam, những gia đình của mình, rồi bố mẹ và ông và các em gái đều nhớ mình hết. Nên là bây giờ là mình cố gắng vui vẻ học tập lao động chăm chỉ để kiểu là mình còn 9 tháng nữa là mình về rồi, kiểu cả nhà là sẽ cùng nhau. Rồi em có muốn chia sẻ gì không? Em muốn gửi lời đến bố mẹ với toàn bộ gia đình, bạn bè của em là em cảm ơn mọi người vì lúc nào cũng động viên an ủi em. Có những lúc em khó khăn, mệt mỏi có, lúc đấy với bố mẹ luôn động viên em. Có nhiều khi ở bên này em mệt, em không kiểu muốn về nhà thì bố mẹ bảo cố lên như thế. Và cảm ơn bố mẹ rất là nhiều vì sinh ra con và nuôi con đến tận bây giờ. Thì em sẽ cố gắng làm việc và sau này cố gắng giúp bố mẹ nhiều hơn và các em. Có lần sau chuyến đi chơi hôm nay, Ngọc Ánh đã cố gắng tập viết thư pháp. Đây là một chữ rất quan trọng trong cuộc sống tại Nhật của cô nàng. Ngọc Ánh hãy tiếp tục chia sẻ tình cảm của mình đến nhiều người nữa nhé. Đây là thư ái ạ. Đây là ái trong tình thương, tình yêu thương. Em muốn gửi tình yêu thương của em đến bố mẹ em, gia đình em, bạn bè và những người bạn đồng nghiệp của em và những các sếp công ty của bạn em. Ok, một cái chữ rất là ý nghĩa, yêu thương. Ai? Quá xúc động. Một cái từ thôi nhưng mà đủ nói lên hết tất cả những tình cảm của con người với nhau, đúng không? Và hồi nãy Quốc Thuận rất là xúc động với hình ảnh cái mâm cơm. Mâm cơm ngồi đầy đủ gia đình nhưng mà thiếu bà Ngọc Ánh. Và liên tưởng đến cái hình ảnh là Ngọc Ánh cũng ngồi ăn cơm với Quang Đại, cũng ngồi ăn cơm với tất cả những người bạn là người Việt ở Nhật. Nhưng chắc chắn một điều là cái bữa cơm giá trị của Ngọc Ánh đó chính là sau 9 tháng bạn hoàn thành công việc, đó là bữa cơm đoàn viên, đoàn tụ với gia đình mình. Em để ý cái tập của cái tập viết của Ánh á, không chỉ là ghi em nhớ chị Ánh đâu, chị Ánh ơi em nhớ chị đâu, mà ghi 6 đến 8 lần như vậy, lặp đi lặp lại, có nghĩa là nỗi nhớ đó ngập tràn trong đầu của bạn. Và và Ánh cũng lập tức khóc vì thấy em của mình. Và em thấy rằng là đi thật xa là để trở về là đúng. Đi thật xa không phải là mang tiền trở về. Đúng mà rồi. Đi thật xa đi đủ thấy là gia đình quan trọng như thế nào. Đủ để mà mình chống chọi qua tất cả những là mình muốn gục ngã để chỉ mang những cái niềm hạnh phúc về cho gia đình. Và lần này về có thể là anh sẽ trở thành một cô giáo, một người phiên dịch. Nhưng quan trọng nhất là kiếm bao nhiêu tiền không quan trọng, hoặc là như thế nào quan trọng bằng cái việc là được ở gần gia đình của mình, được ở gần ông, bà, em ba, rồi em hai, rồi mọi người cùng yêu thương nhau. Em nghĩ cái đó mới là điều quan trọng nhất. Biết đâu chừng sau này sẽ là một doanh nghiệp sản xuất về nấm, đúng không? Nó còn bị mất. Em cảm nghĩ Ngọc Ánh là một cô bé có tầm nhìn, biết cách suy nghĩ, biết cách mình chịu đựng. Ngày hôm nay mình chịu đựng là để mình dành cho cái tương lai của mình, dành cho gia đình, dành cho mọi thứ. Và hiện tại bây giờ em cũng cảm thấy được là khi mà bạn ấy đã góp một phần nào đó để phụ giúp gia đình, ngay cả việc tuy là nhỏ thôi nhưng mà cái việc mà cái giá mà bạn trả nó đúng, cũng đáng để mà bạn để làm cái việc đó. Là một cái sứ giả gửi cái một cái bức thư của em gái Ngọc Ánh tặng cho Ngọc Ánh, thì đối với em nghĩ là đó sẽ là một cái điều rất là động viên, tại vì mình thấy được nét chữ của em gái của mình và sẽ là sưởi ấm Ngọc Ánh trong suốt 9 tháng còn lại. Và ngoài ra thì
em chắc là muốn gửi lời đến không chỉ Ngọc Ánh đâu mà tất cả những cái bạn tu nghiệp sinh ở Nhật Bản. Em học được từ các bạn rất là nhiều. Và chắc là em không biết phải nói lời gì hơn bằng là cảm ơn các bạn, chứ không phải là kiểu là các bạn cảm ơn em tại vì em đi chơi với các bạn đâu, mà em cảm ơn các bạn tại vì các bạn đã cho em thấy là dù cuộc sống như thế nào nữa thì hãy cứ nhìn về phía trước và đừng quên cái giấc mơ của mình. Thế là vậy. Và anh Quốc Thuận cũng xin chúc cho Ngọc Ánh cũng như là các bạn tu nghiệp sinh ở tại Nhật luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy nghị lực vượt qua tất cả những khó khăn, và lúc nào cũng vậy, cố gắng phấn đấu trọn vẹn để chúng ta hãy về nhà, bởi vì nhà chính là nơi chứa chan thật nhiều yêu thương. Và đến đây thì Quốc Thường xin cảm ơn Lưu Hà Trinh, cảm ơn VMAX, cảm ơn Quang Đại đã đến với chương trình Người Kết Nối số này.